Nên em ơi, nay tiễn dông cái cộ này đi mới được. Nó cà tàn quá trời rồi. Đây, chuẩn bị lên xe nha. Đây, xe chờ sẵn rồi. Đây là cái cộ. Cộ này mới nha cả nhà, 75 cũ. Đó. Dàn chân là ok luôn. À, bánh 70 luôn nha. Đó. Cộ gì khùng cả nhà. Lại luôn. Dở cái bàn lên không? Rồi về đi, về đi. Rồi. Về đi, kích qua đây chút. Sao chậm á? Rồi ok đó. Qua đây chút. Rồi. Tới giờ chở ông ngoại lên xe. Mày tiễn dòng cho ông ngoại lên xe mới được. Còn cái đó là ông cố đó. Cái này là ông ngoại nè. Dàn chân bể hết rồi. Chơi. Chậm gì cũng cháy vô được rồi. Cuối cùng là cũng tiễn đưa ông ngoại đi rồi nha. Ông ngoại đó, ông ngoại lên xe hoàn chỉnh đó rồi đó. Đây là ông cố đang chạy. Về nhà đi em ơi. Vô nội.